xin chào các bạn đã trở lại với chương trình của vị trí chú news hôm nay là tối ngày 11 tháng 7 và bản tin à, hôm nay có liên quan đến cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đó là việc à, công an Việt Nam đã bắt giữ hai đối tượng à, người Mỹ gốc Việt khi mà trốn lệnh truy nã của cảnh sát tiểu bang Houston trong một vụ án mạng mà trốn qua Việt Nam cách đây từ tháng 3 và cho thấy à, Công an Việt Nam cũng rất khá là giỏi khi khi mà những đối tượng mà trốn về Việt Nam và chúng ta thấy rõ ràng là có sự à, những cái đối tượng mà từ à, phạm pháp tại Hoa Kỳ à, mà gốc Việt trốn về Việt Nam cũng như có cả những đối tượng phạm pháp à, núp bóng à, những cái tự do tôn giáo hay là đấu tranh là dân chủ à, hay là lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng trốn qua Mỹ và tương lai thì khi mà Việt Nam và Hoa Kỳ có à, bà à, có ký hiệp ước dẫn độ thì những đối tượng này có thể dẫn đến việc dẫn độ giữa hai nước à, trở lại với bản tin hôm nay đó là um, Việt Nam đã bắt giữ hai đối tượng truy nã của cảnh sát Hoa Kỳ đó là Porifan 26 tuổi và Trayden Vũ Nguyễn, 25 tuổi quốc tịch Hoa Kỳ đây các bạn, đây là hình ảnh của trên báo của Houston Texas, đây là gương mặt của hai hai bạn trẻ gốc Việt à, rất là trẻ nhưng mà đã lầm lỡ Và một cái tội rất là gọi là rất là nguy hiểm đó là tội giết người bang nghi can có việc đã bị điều tra có liên quan đến cái chết của hai người Mỹ tại Texas. Một nghi can đã bị bắt là cô Kathy Vũ, à, cô này là vì giúp sức cho hai 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 người gây án à trốn chạy qua và trốn về Việt Nam luôn các bạn. Hai nạn nhân là một nghi, nghi can bị bắt và hai người còn lại đang bị chi nã và đã bị đã được trốn qua Việt Nam hai nạn nhân này là đến từ Oregon uh, từ Oregon đến đến sát chơi uh, theo các bản tin từ uh, cả hai địa bang hai người bị giết là Dana mươi 35 tuổi và Cham Martin 37 tuổi hai nạn nhân này là hai người chồng và bán cần sa từ Oregon vừa hợp pháp và bất hợp pháp đó là cũng là liên quan đến băng đảng về uh, mua bán uh, rớt và thuốc Bộ án mạng này xảy ra tại Houston hồi cuối tháng 1 vừa qua đó đến nay đó là tháng 19 tháng 3 đây là, uh, vị chủ đang đọc lại uh, báo Mỹ và báo cũ các bạn là cái tin vào vào tháng 3 trước là và khi mà vụ án mạng xảy ra đó nhà chức trách mới bắt một khi cao mà thông báo thanh danh tính cho hai người đang bị truy nã với các buộc xác nhân hai người đàn ông này là Jaden Vũ Nguyễn 25 tuổi và Polyphen 26 tuổi người thứ ba bị bắt là Kathy Vũ bạn gái của Polyphen à, cái vũ bị bắt vào hôm thứ 6 ngày 17 tháng 3 Năm 2023 đứng là cách đây khoảng 4 tháng Cô này được cảnh sát mô tả từng là nhân vật nổi tiếng trên TikTok à, Cathy bị bắt với cáo buộc đóng vai trò dọn dập sạch sẽ tại một trong hai nơi xảy ra án mạng Có nghĩa là cô bạn gái này đã à, giúp cho người bạn trai để à, tẩy, là tẩu tán à, cái à, hiện trường án mạng Cảnh sát nói, Trayden Vũ Nguyễn là Trayden Vũ Nguyễn là bên trái các bạn, còn Polifat là bên phải à, đã đã dành một đời sống ở Oregon nơi mà nạn nhân Trey Martin có cơ sở mua bán càng sa. Có nghĩa là hai người Việt Nam này gốc Việt này đã sống ở Oregon trước khi chuyển qua Texas. Cảnh sát nói rằng đây là một cuộc điều tra về một một vụ án cần sa bị đổ bể. Hai nghi can có Việt Bonifan và Jayden Vũ Nguyễn bị truy nã về tội giết người và bị và đã bị bắt giữ tại Việt Nam. Cả hai đều được cho là đã trốn sang Việt Nam sau khi gây án tại Mỹ và được đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Và trong vòng 4 tháng à, trong vòng 6 tháng và à, 4 tháng thì cảnh sát Việt Nam đã bắt được hai tên này và à, và trao trả về cho cơ quan chức năng của Hoa Kỳ. đây là trên báo của Fox News thì đây là hình ảnh của ba ba nghi can mà hai người này là hai người này là thực hiện án mạng Còn cô này là tại tại hiện trường cũng như giúp sức cho việc hai tên này trốn về Việt Nam các bạn thấy cũng hay đó, từ từ Mỹ mà ý mà giết người mà trốn về Việt Nam hay thiệt và công an của Việt Nam cũng rất là giỏi khá là giỏi đây là trên báo công an nhân dân nói về việc bắt hai đối tượng uh, có quyết định uh, có quốc tịch Mỹ và quyết định chi nã bạn đây là hình ảnh của hai uh, hai tên này bị trói uh, khi mà được uh, dẫn độ về Hoa Kỳ Cục Cảnh sát Hành sự Bộ Công an Việt Nam cho biết hai đối tượng bị truy nã đó tên là Phan Toilet và Nguyễn Vũ Tray đền quốc tịch Mỹ đã sử dụng súng bắt chết hai người sau đó bỏ trốn. Ngày 10 tháng 7, tức là ngày hôm qua, Cục Cảnh sát hình sự Việt Nam cho biết đã bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm gồm Phan Poly à, sinh năm 1996, rất khá là trẻ, Nguyễn Vũ Tray đền sinh năm 1997, quốc tịch à, quốc tịch Mỹ. Qua tài liệu cảnh sát điều tra từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6 tin sát của phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bốn đối tượng truy nã quốc tế trong đó nổi lên là công tác xác uh, minh truy bắt hai đối tượng là Phan Poly và Nguyễn Vũ Trayden có lệnh truy nã từ tòa án quận hạt Harris, Texas, Hoa Kỳ ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2023. Lệnh truy nã quốc tế do ban tổng bí thư Interpol à, ban hành ngày 18 tháng 4, tội giết người khung hình phạt là tử hình. À, trốn về Việt Nam là cách gì cũng bị bắt mà, công an Việt Nam giỏi lắm trốn truy à, nã không không được đâu. Trước đó xác định đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt thực hiện hành vi giết người nguy hiểm tại Hoa Kỳ vào tháng 1 và đã nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn. À, không biết là bằng cách nào mà nhập cảnh được Việt Nam hay thiệt. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự chỉ đạo phòng truy nã, truy tìm, lực lượng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các đơn vị địa phương để thực hiện công tác xác minh truy bắt. Mục đích cao nhất là bắt được hai đối tượng này nhằm phòng ngừa không để đối tượng gây phạm tội tại Việt Nam. Sau một thời gian theo dõi, thu thập uh, thông tin, cuối tháng 6, phòng truy nã, truy tìm khu vực Việt Nam phát hiện đối tượng Phan Poly đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã biết hành uh, bắt giữ nó phan poly thì trốn tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp đó đội công tác đã phối hợp uh, đơn vị có liên quan đến công an tỉnh đắk lắc uh, bắt giữ uh, đối tượng nguyễn vũ sơn đinh đây đang lẩn trốn tại phường thành Nhất thành phố uh, buôn ma Thuộc tỉnh đắk lắc dĩ nhiên là hai hai đối tượng bị truy nã này phải có người thân các bạn phải có người thân tại Việt Nam phải có người thân tại những cái tỉnh thành như Đắk Lắk thì thì hai người hai cái hai đối tượng truy nã này mới có thể đi vào những cái thành phố như vậy được chứ không nếu mà không có người thân á thì làm sao mà biết là để trốn được theo cảnh sát hình sự hai đối tượng này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã chia làm hai hướng khác nhau để lẩn trốn cắt đứt mọi liên lạc để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng hạn chế tiếp xúc với người lạ luôn trong tâm thế đối phó Điểm cách chống đối nếu bị bắt giữ Tuy nhiên với sự mưu trí Kinh nghiệm nhiều năm bắt giữ đối tượng truy nã Đã phòng truy nã Truy tìm bắt giữ thành công Hai đối tượng truy nã đặc biệt này Đảm bảo an toàn tổ công tác và người dân Và các à, người dân Các bạn đây là hình ảnh của hai tên à, Bị truy nã Vì tội giết người à, gốc Việt bị giết người Tại tiểu bang Texas Và chúng ta thấy là À, khi mà à, cái à, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ càng ngày càng thắt chặt và à, trở thành đối tác chiến lược, thì à, những cái vụ án điểm này là việc hợp tác trục xuất và bàn giao những đối tượng truy nã cũng như những kẻ phạm tội à, từ Mỹ trở về trốn qua Việt Nam hay từ Việt Nam trốn qua Mỹ chắc chắn sẽ được bàn giao cho hai phía. À, những đối tượng mà những đối tượng tại Việt Nam mà lừa đảo, lừa gạt hoặc là gây à, ra những ông việc vào pháp mà trốn qua Hoa Kỳ thì cũng à, có nguy cơ sẽ bị trục xuất trong tương lai. À, xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi bản tin của Vị Dú ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.